Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Nay mình sẽ đến với một tựa game Summon War của trên mobile ấy. Và nay thì mình sẽ làm vài trận đánh RTA đi, thành đấu trường thế giới. Game này thì nó ra đời từ những năm 2014 ấy. Bác nào đã từng chơi thì chắc là sẽ cày cuốc rồi đến tận bây giờ. Ok, các bạn đợi tí nhá, để mình vô game nhá. Đây đã xong rồi. Xem trong shop có gì không? Không có đồ gì. Không có gì. Ok, mình kiểm tra lại tí đó. Ok, các bạn đợi mình xíu. Rồi, vô game nhá. Khởi động vào một trận đấu trường thường đi. Arena đi. Uầy, giết một con boss này đã. Ok, búp lên, búp tiếp, bắn, bắn, chết, ok, xử lý xong rồi. Tiếp theo mình sẽ vào đánh GTA luôn nhé. Cái đấu trường thế giới ấy, cái này nó mới là căng thẳng nhất và gọi là hay nhất của game đó. Ok, đợi chíu nha. Đang tìm đối thủ được rồi, tìm được một đối thủ rồi. Ok, một anh người Mỹ à, pick con này à, khó nhỉ. Thôi cứ pick đại mấy con đi. Nào mày pick gì, pick lanh như nào. Mình rất ghét cái bọn giờ dẹt này. Pick tướng cũng lâu. Ôi chết rồi, căng rồi các bạn. Thôi chết rồi, one hit. Nó đang đi team Zolo rồi. Không phải là team mà dạng gọi là team Zolo. Team này hết một turn lượt đầu mà không giết được bên mình thì mình sẽ thắng. Càng rồi. Đấy, biết ngay, chuẩn luôn đấy. Nó đổi bài. Khó phết nhỉ. Khó thế. Mày pick con này. Cho đi ngựa đi. Úi rồi. Khó rồi, khó rồi. Hai con đầu của mình pick hơi sai sai, hơi lỗi rồi. Tại vì hai con đầu của mình nó không hợp với cái team chống Zolo. Team chống Zolo trận này không có khả năng thắng được cao. Tại vì hai con đầu mình pick thì nó là slow team thôi. Còn nếu mà đối phó gặp team Zolo hai con đầu này thì hơi dở. Chắc chắn là team này mình sẽ bị đau với, mình quên không pick Leo. Nếu mình pick Leo thì không sợ bọn này. Nào mày làm gì nào. Ôi thôi chết rồi. Con chim của mình sẽ không hồi sinh được. Đó, cái dở nhất là thế đó. Dở rồi. Làm lại. Chịu thêm lượt, chịu dẹp không được, thua rồi. Trận này lỗi ở hai con đầu tiên của mình, pick lỗi lên đấy. Làm trận nữa này. Lại gặp nó các bạn ạ. Là phát này mình sẽ chống được ngay. Phát trước thì là lỗi, là do mình không biết nó chơi team gì. Đoạn này Leo luôn nè. Đó, vẫn cứ như giống team lần trước, nhưng mà sẽ bổ sung là một số con hay hơn. Ví dụ cho Leo vào, cho Leo là khắc chế được ngay con kia mà. Sợ gì, chơi luôn nào. Mày pick gì, pick đi. Đấy, đúng, nó vẫn bài trước rồi. Thằng này nó chỉ có bài đấy thôi. Ở bài đấy thì mình chụp khắc chế rồi, nếu mình biết team của nó. Nhưng mà tại vì nó pick cái con bắt test đầu tiên ấy, trận lượt đầu mà mình không biết nó đi theo team gì. Nó có thể là team one hit các kiểu. Zolo cũng có, mà dạng team Odin
Deathfish. Deathfish có à nhỉ? Danfish. Nhưng trận này thì sẽ không có chuyện đó đâu nhá. Ok mày, số cái gì? Chắc lại vẫn giống tí nữa. À, thay đổi chút, thay đổi chút. Ok, trận này à, dễ thôi. Đó. Khóa con à, bán con chống chống hồi sinh này lại. Rồi trận này có Leo thì A giờ gì rồi, quánh vào con nước kìa, nó bắn kìa. Con đấy khi đầy máu thì nó sẽ gây ra sát thương lớn, nhưng nếu mình trừ máu của nó rồi thì nó sẽ không thể gây sát thương cao được. Lên nó, giảm máu nó. Đó. Giờ thì nó bắn cũng không đau nữa. Rồi bắn cũng không sợ nữa. Ok. Này. Hồi máu, hưu máu là hưu lên. Rồi. Ồ. Rồi. Đấm. Đạp. Xong. Giờ chỉ còn con này thì sợ. Nào. Úi giời, quýt sớm. Quýt sớm là đúng rồi. À, mình sẽ cố gắng leo lên C1 trong người rừng nhá. Hiện giờ mình đang là ba bạc là F3. Cố gắng lên C1 nào. Cái này gặp ai đây? Úi Việt Nam này. Về virus. Hay C1 này căng phết. Rồi, first pick con này đi. Để xem nó chơi đội hình gì. Ui, Môn Long. Ui, thanh niên này chơi slow team ở đội hình kiểu trâu chó ấy. Để xem nó làm gì tiếp theo. Được rồi, chơi tí xe ra đi, cho tí khỉ đi, xem nó làm gì mình đây. À, hiện giờ trên mobile ấy, cái phần mềm mình đang dùng để livestream lên đấy là cái phần mềm mà các bạn nhìn kìa, xem tôi chơi Summon vừa qua, Omelette Akaze đấy. Cái phần mềm đó là cái phần mềm bây giờ mình thấy hay. Nó vừa hỗ trợ là cho mình phép livestream cái game trên điện thoại của mình. Nhưng mà nó sẽ không có cái mặt mình đâu. Cái mặt này bạn nhìn thấy biểu tượng đấy, có hai cái con mèo đang ấy đầu lên nhau ấy, nó chỉ cho cái hình ảnh tĩnh thôi vì nó không, nó sẽ nhẹ đi. Tại còn cái tại sao mình có mặt đây là mình dùng OBS trên PC mình livestream lại thôi, mình ghép thêm vào để bình luận tí cho nó hay. Còn các bạn like cái phần cái Omelette này rất là hay, nó cho phép mình có thể livestream lên fanpage Facebook, livestream trên một kênh YouTube hoặc là livestream trên chính cái nền tảng của nó. Hiện tại thì nó cho livestream đơn thôi, nếu mà hình như là mình nhớ là nếu mà bạn livestream trên hai nền tảng lúc ấy bạn phải dùng cái bản pro thì mất tiền. Mình đang dùng hàng free. Trận này có mình quên rồi, trận này pick hơi lỗi, nó là mình không cấm con Asima của nó, tại vì nó cấm mất con đấy của mình thì mình cũng không làm gì được nó. Căng quá, cho mình quả. Ui lại còn xịt nữa. Này. Giết được. Giết được con này nhưng mà hở hết tim rồi. Hỏng rồi. Asima cân tất. Thôi hỏng bọc. Thôi hỏng bọc không. Điều lỗi nhất là thả con Asima. Nếu trận này mình không thả Asima thì phần trăm mình thắng cực cao. Thấy nó rồi. Cày quá. Lỗi nhất của ăn xì mà. Làm trận nữa nè. Cày quá. Trận này sẽ gặp ai nào. Yeah, Dũng Hero Chun. Khét lắm ấy. Gặp mấy bác Việt Nam đánh khét lắm. Ai xả nó cướp toàn những con tủ này đánh kiểu gì
Mẹ còn gặp C1 nữa chứ. Mình thì danh thất F3, chưa đánh được lên cao như các pro. Vô long của mình mắc kháng nha. Bây giờ mình chơi trên bàn mình có Velazel với cả vô long là chơi kiểu mắc kháng. Còn những con khác thì không, muốn mắc kháng nó khó. Tại vì những có những con mình dồn đam mình nó là dạng tướng đam mà lại bảo lên mắc kháng, chả biết lên cái gì. Thôi chỉ lên được những con khác thôi. Ok. À nào mèo. Khóa con này lại. Con này nó ảnh hưởng đến Laika của mình. Máu HP, máu đều tất cả. Chọn con này thì tất cả team nó đều 33%, thêm 33% HP nữa. À tụt 3. Team nó vẫn nhiều hơn nhiều. Team mình. Úi, ngon. Trượt này nhé. Úi, thằng bé. Chết. Không căn được con nào rồi. Lỗi rồi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Căng quá. Thế này đi. Mình kiểu gì được. Úi dồi. Ăn hết tim rồi. Chém này. Chém. Một. Chém. Úi dồi. Nó cướp con vừa đồ đúng ra là mình có tiện leo. Leo thì phải đi với vừa đồ. Leo trận này đi một mình không phải gì. Chém. Khó rồi, không có hưu máu. Không có hưu máu đánh kiểu gì bây giờ. Thôi đi rồi, đi. Không có hưu máu có biết đánh kiểu gì. Ghét với bố Việt Nam lắm. Đánh châu bò vãi. Cố gắng thắng được đôi ba trận nữa để lên lại C1 nhá. Thực ra mình ở C1 rồi nhưng mà cái điểm xếp hạng nó cứ tăng dần thành ra mình cứ bị tụt dần ngay. Đợt trước chưa đến 1k rưỡi điểm, 1k 5 điểm thì nó là C2. Đợt này 1k 5 chục chưa C1. Thì tầm 1k 570 mới lên được C1. Và nó cứ tăng dần. Có khi mấy hôm nữa nó lên K6, K7 mới được C cơ. Tại vì bây giờ danh G thì nó đã lên. Danh G3 nó đã tầm 1900 bao nhiêu điểm rồi. Thì danh C tất nhiên là nó cũng phải tầm này là đúng. Cũng đúng thôi. À mày. Được. Nó chơi châu chó, mình sẽ chơi châu chó lại. Vô long đi. Ok đấy. Nào, mày làm gì tao nào. Làm gì làm đi. Trận này pick, mình pick là khá là ok rồi. Mình định chơi team nhanh nhưng mà team nhanh của mình nó không mạnh. Nó không quá mạnh. Thì là mình chơi đấu chậm với chậm nó. Xem nó làm gì được mình. Mình này đây là mình đang bình luận lại thôi nhá. Thực ra mình đã livestream. Khi livestream thì nó lại không cho quay mặt. Không cho bình luận. Bình luận này được mà nó sẽ không được rõ. Nên là tôi chắc nhất là phát lại. Nói chuyện lại cho nó dễ hiểu. Đó, trận này mình lấy Lead Speed. Biết rằng bên kia nó có con Leo nhưng mà Lead Speed nó vẫn có lợi chứ. Sau khi Leo đánh xong thì team mình nó vẫn là speed nó tiếp cận. Leo thì vẫn không sợ. Nó vẫn sẽ đến lượt tên mình. Chơi à? Ok. Chơi bom vào đầu này. Không trượt. Thường thường khỉ sẽ không bui được kháng cao nên là mình đặt trúng ngay. Nó búp. Tăng. À. 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 Rồi bắn cho mày. Bắn. Quá Leo lại. Chết. Bắn phát nữa. Leo đi đi. Rồi. Chém AOE. Rồi. Tăng được luôn. Rồi.
Trận này với mình thì mèo, mình cũng sợ mèo. Trận này mình có hai con để giết mèo thôi, Mô Long và chia ra. Skin 3 của Mô Long thì không có crit thôi nhé. Nó skin búng theo máu nên là mình không sợ. Và Min thì tất nhiên là cũng thế, theo cơ chế là Min thì sẽ không tính được crit. Nhưng mà nổ bom thì nó sẽ không kiểu không tính theo cái crit. Crit rate ấy. Crit đam không có tính đâu, nên là mấy con bom thì các bạn cứ lên full ATK, tại vì đam của bom tính theo ATK. Ví dụ Sierra các bạn lại đi lên crit rate thì được. Cái một ấy, nhưng mà lên crit đam là chả tác dụng đấy. Ít tác dụng không tác dụng vì nó có một skin 1-3 nhưng mà Sierra thì chủ yếu là 1-2. Chủ yếu là đam của nó là bom, còn skin 1 cào để lấy tơn cho nhanh thôi. Tiếp tục nhá. Làm thắng trận này lên C1 này. Lại gặp một anh Trung cuộc này. First pick Sierra đi. Lừa nó là mình chơi team nhanh nhưng thực ra mình lại quánh team chậm. Cá. Con cá này thì tuy rằng đã bớt sức mạnh nhưng mà nó cũng vẫn gọi là ác mộng. Nhưng mà mình vẫn xử được. Ok. Ok. Annabelle của mình tại sao mình hay chọn nó là tại vì mình đi mắc kháng. Đấy, mình đoán ngay. Có Okeanos đi mắc kháng ok rồi. Ôi rồi, còn con này nữa, khó chịu. Này. Làm đôi cánh này. Vừa đồ của mình cũng mắc kháng, nó lại là Annabelle. Vela Du và vơ đồ của mình đều mắc kháng. Ok, bạn cấm đúng con đấy cũng được. Những con còn lại là mắc kháng, các bạn cứ mắc kháng này chỉ là một phần thôi, nó vẫn dính ăn skin đỡ đi phần nào. Tại vì người ta có chính xác nữa, chính xác của người ta với cái kháng của mình thì nó cũng trung hòa nhau thôi. Tụt 3, ok, tụt thành công. Mình có Leo nên là cái sự chênh lệch speed sẽ không còn đáng sợ nữa. Nếu nó cấm Leo thì lúc đấy cái sự chênh lệch speed nó mới to và rõ rệt. Á đủ lại còn thêm lượt. Lion này, heal máu lên. Boom lên. Bắn. Pew. Ok đi. À, úi rồi. Đấy, con mình mắc kháng lại mà có kháng được đâu. Thường thường thì ok, Okeanos mà đi theo kiểu đi theo dạng CC ấy thì nó sẽ ui chính xác cao nên là mình không kháng được lắm. Nếu đi đa mình còn kháng được. Này. Chép. Ngủ. Úi, được. Ngủ tiếp. Ôi, xịt. Dòng Orcut Gun này, skin 1 của nó khi ngủ sẽ được thêm lượt đi. Cộng với đi theo bộ vai ô rất nhiều khi là kiểu thêm lượt liên tục. Úi giời. Không tác dụng gì. Ôi, mình đổi đối tượng đi. Đổi đối tượng thôi. Gắn ghi của nó vui trâu. Để về cuối đánh. Phá giáp, ok, phá giáp được. Này, mày chết không? Hồi sinh lại. Nó còn mạng nữa nha. Và Nessa nó sẽ cứu sống một mạng, không sợ. Cứu cái gì? Nó vội mạng à. Khi mình sẽ giết con Vanessa bất tận. Nãy giờ nó đe dọa mình hơi nhiều. Hưu máu. Ok, quá đẹp. Ôi giời, búp cánh lên. Ôi thế này. Đánh đấm gì nữa, quýt đi em. Càng về cuối tướng đam càng lợi thôi. Mà bên mình thì đam là chính. Rồi, mày cứ đi xét đi. Đi xét để làm gì. Ngủ. Không. Gani. Giết cái Gani là xong. Ôi giời, lại còn Vio nữa. Ôi rồi xong. Thôi quýt đi.
Đánh đấm gì nữa? Đấy, bảo luôn quýt đi. Trận nữa đấy, trận nữa sẽ lên một trận này nữa là lên C1 luôn này. Trung Quốc, gặp Trung Quốc là đánh rất thích. Dạo con này thì đúng bài của mình luôn. Ôi rồi Leo vừa đồ đúng tuổi bài. Già trên Ariel xóa sạch vết bẩn đây rồi. Mà tí Anavel nữa. Pick gì đây? Trận này thắng nó lên C1 này. Mà trận này của mình phần trăm mình thắng là khá cao. Nhìn team là biết rồi. Mình chơi toàn hệ bắc kháng, ba con trên bàn giờ nó bắc kháng rồi. Giờ chọn con gì đây? Chọn con gì đây? Rồi khỉ. Khỉ cấm con này quá hợp lý luôn. Mình sẽ không sợ Vigo nữa. Có khỉ ở đây thì Vigo lên trời. Cấm Anavel ok. Nó cấm Anavel mình còn không kháng. Nó cấm mất Ariel mới sợ. Cấm Ariel mất cái con cực khó chịu. Trận này Rika ra skin xong mình Ariel hồi máu phát nào nó quýt. Là Zed Savannah đã. Savannah tên Savannah. Ui Revenge luôn. Từ xóa cánh ok. Kéo tên chọc. Nó sẽ bút máu, nó sẽ hưu máu ok. Ui căng là ngay phán đó ok. Ôi tôi chơi đó thôi. Quýt đi em, quýt đi em ơi. Quýt chưa? Ôi được quýt luôn ok. Chào các bạn nhá. Thế nào C1 ok, đã lên C1 thôi. Lên C1 thì dừng chơi thôi.